Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ 6 ngày 25 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin kho vàng vô dụng của Nga. Để chuẩn bị tài chính trong trường hợp xảy ra xung đột với phương Tây, Nga đã chuyển một phần đáng kể dự trữ ngoại hối từ USD sang vàng. Hơn 2.000 tấn vàng và kim loại quý được cất giữ trong các kho của ngân hàng trung ương, và trong trường hợp khẩn cấp chúng cho thấy là không thể bán được, bởi vì khi Nga gây ra chiến tranh xâm lược Ukraine, Nga bị cấm vận, các nước không ai dám mua. Đây là hình ảnh ông Putin trước đó đã đến xem kho vàng rất lớn của mình. Từ lâu, Nga đã chuẩn bị cho cuộc chiến chống Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt mà phương Tây sẽ áp đặt. Việc chuẩn bị này cũng bao gồm việc xây dựng một kho vàng khổng lồ cho ngân hàng của Trung ương Nga. Kể từ năm 2014, khi Nga chiếm Crimea của Ukraine và các quốc gia phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt vừa phải so với hiện tại, thì Ngân hàng Trung ương đã mua hơn 1.000 tấn vàng. Đồng thời, các cơ quan quản lý tiền tệ ở Moscow đã giảm bớt số lượng đô la Mỹ của họ để độc lập hơn với hệ thống tài chính của Mỹ. Theo thông tin chính thức, kho vàng đã lên đến tổng cộng khoảng 2.300 tấn, được cất giữ hoàn toàn ở Nga, chứ không phải như kho dự trữ của các ngân hàng trung ương khác, một phần ở trung tâm giao dịch quốc tế như London hoặc New York, Mỹ. Đây là hình ảnh Ngân hàng Trung ương Nga, nơi đang cất giữ 2.300 tấn vàng. Bây giờ chiến tranh thì đã đến. Ngân hàng Trung ương Nga không còn tiếp cận được khoảng một nửa trong tổng số 600 tỷ đô la dự trữ ngoại hối do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ngược lại, lượng vàng dự trữ trong kho riêng trị giá tới 140 tỷ đô la được bảo vệ khỏi sự xâm nhập của nước ngoài, nhưng phần lớn bây giờ đã trở nên vô dụng. Mục đích của dự trữ ngoại hối bao gồm vàng của Ngân hàng Trung ương là để bảo vệ đồng nội tệ không bị mất giá trị trong trường hợp khủng hoảng, chẳng hạn bằng cách mua đồng rúp bằng đồng đô la, euro hoặc vàng. Ngân hàng Trung ương đã tạo ra nhu cầu và do đó hỗ trợ tỷ giá hối đoái. Nhưng với việc dự trữ đồng đô la và đồng euro đã bị đóng băng, Nga có thể gặp khó khăn trong việc bán một lượng vàng rất lớn này. Các công ty đều từ chối mua vàng của Nga vì sự bị Mỹ và các nước phương Tây cấm vận. Đây là hình ảnh các nhà giao dịch kim loại quý và vàng không dám mua vàng của Nga. Theo nghị quyết trừng phạt, các tổ chức của Anh, châu Âu và Mỹ hoàn toàn không được phép kinh doanh với Ngân hàng Trung ương của Nga. Điều này có hiệu quả loại trừ Nga khỏi các địa điểm giao dịch vàng lớn như chợ vàng thỏi tại London. Tuy nhiên, theo báo cáo của tạp chí Bloomberg, các nhà kinh doanh vàng và ngân hàng ở các nước khác cũng tránh vàng của Nga. Một mặt vì nó khó có thể bán lại trên thị trường phương Tây, mặt khác vì sợ cái gọi là các lệnh trừng phạt thứ cấp. Một đề nghị vì biện pháp trừng phạt như vậy đối với tất cả những người mua bán vàng của Nga ở bất kỳ quốc gia nào đã được Thượng viện Hoa Kỳ phê duyệt. Thị trường khó có thể tiêu thụ số lượng vàng lớn như vậy. Về lý thuyết, Ngân hàng Trung ương vẫn có thể sử dụng vàng của mình, ví dụ như họ có thể tìm cách bán nó cho các ngân hàng trung ương khác. Cũng giống như Nga, các quốc gia khác đã bổ sung vàng vào kho dự trữ của họ trong những năm gần đây và có thể quan tâm đến việc mua vàng thêm. Ví dụ như Ấn Độ hoặc Trung Quốc, được nhắc đến nhiều lần trong các báo cáo trên các phương tiện truyền thông. Tất nhiên, số lượng vàng lớn hơn có lẽ chỉ được mua từ Nga với mức giá giảm rất nhiều. Một lựa chọn khác là bán vàng trực tiếp thông qua các ngân hàng hoặc đại lý của Nga cho người dân Nga. Nhiều người Nga dường như quan tâm đến việc đổi đồng rúp của họ lấy vàng vì lo lắng cho tài sản của mình. Ngân hàng Trung ương có thể cố gắng thiết lập một loại bản vị vàng cho đồng rúp. Tuy nhiên, điều đó sẽ hạn chế nghiêm trọng chính sách tiền tệ vào thời điểm mà chính phủ có thể cần phát hành đồng rúp mới để tài trợ cho cuộc chiến tranh dường như sẽ kéo dài sắp tới. Đây là hình ảnh Trung Quốc có thể mua vàng của Nga với giá siêu rẻ. Tuy nhiên, điều này chưa diễn ra vì Trung Quốc cũng sợ bị cấm vận. Đối với một số chuyên gia, tình thế tiến thoái nước Nan của Nga cho thấy vàng đã được đánh giá quá cao như một loại tiền tệ dự trữ cho các ngân hàng trung ương, đặc biệt là ở Nga. Các nhà kinh tế, Đại học James và Pendan từ Đại học Princeton viết trên tờ Financial Times cho rằng thời đại tôn sùng vàng có lẽ đã qua. Cuối cùng, vàng không phải là một nguyên liệu quý mà là một phương tiện thanh toán mà giá trị của nó chỉ phụ thuộc vào sự sẵn sàng chấp nhận của mọi người. Trong trường hợp dự trữ của Nga, sự sẵn sàng này là một vấn đề chính trị và do đó nó cũng phụ thuộc vào lệnh trừng phạt. Chuyên gia tiền tệ Florian từ bộ phận nghiên cứu tương lai của München tại Đức chỉ ra rằng ngay cả khi không có các biện pháp trừng phạt sẽ khó có thể sử dụng một lượng vàng như vậy ở Nga để ổn định tiền tệ. Ông Ken viết trang tweet rằng thị trường vàng toàn cầu không đủ thanh khoản để tiêu thụ một phần đáng kể trong số 2.000 tấn vàng của Nga. Hậu quả là vàng sẽ sụt giá. Hóa ra kho báu trị giá 140 tỷ đô la này sẽ tan biến trên giấy nếu nó thực sự được sử dụng đến. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng quyết tử cho chiếc ghế quyết sinh. Một đất nước mà bị một con người có sức khỏe yếu kém điều hành thì xã hội này sẽ đi về đâu? Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hô hào trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo và họ vẫn đang làm. Tuy nhiên họ chỉ làm ở những lãnh đạo cấp cơ sở chứ không thay đổi ở cấp trung ương. Trong khi đó lãnh đạo trung ương lại chi phối lãnh đạo địa phương qua nghị quyết của đảng. Những năm gần đây, Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu những khuôn mặt thuộc thế hệ 7X, thậm chí 8X vào vị trí lãnh đạo tỉnh. Bước đi này của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước đi rất tính toán. Ông Nguyễn Phú Trọng đã lấy lòng được nhiều thành phần trong xã hội. Nguyễn Thanh Nghị thuộc thế hệ 7X của Ủy viên Trung ương đã 3 nhiệm kỳ được cho là trẻ nhưng đã 3 nhiệm kỳ vẫn chưa vào bộ chính trị thì điều đó cho thấy việc trẻ hóa Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn rất chậm chạp. Ở Trung ương vẫn là những con người già nua nắm quyền chi phối Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ thể là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nay đã 78 tuổi nhưng vẫn chưa chịu buông ghế. Đây là hình ảnh quyền lực của Nguyễn Phú Trọng luôn là đề tài để người dân Việt Nam bàn tán sôi nổi. Hội nghị Trung ương lần thứ 5 sẽ bàn về vấn đề gì cũng là câu hỏi được đặt ra. Hiện nay trên mạng xã hội đã có một số ý kiến cho rằng Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 5 khóa 13 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2022 và sẽ bàn về vấn đề thay đổi nhân sự cấp cao. Đặc biệt là liệu ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ chấp nhận từ chức và chuyển giao quyền lực hay không. Chuyện tin đồn ông Nguyễn Phú Trọng bàn giao quyền lực không phải là bây giờ mới có, mà từ giữa nhiệm kỳ thứ 2 người ta cũng đồn đoán như vậy. Lúc đó người được cho là thay thế Nguyễn Phú Trọng là ông Đinh Thế Huỳnh. Tuy nhiên sau đó thì thực tế đã cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng không nhường quyền lực mà ngược lại ông Đinh Thế Huỳnh phải về hưu vì căn bệnh bí ẩn. Có thể tại Đại hội Trung ương lần thứ 5 dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2022 sắp tới là hội nghị chuyển giao quyền lực. Bởi vì nhiều người cho rằng sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng hiện nay là quá yếu, không đủ đảm trách và trách nhiệm của một người đứng đầu của đảng. Tuy nhiên nếu xét kỹ thì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn khó lòng mà chịu nhường ghế vì quá khứ đã chứng minh điều đó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc liệu có phải là Tổng Bí thư tiếp theo hay không? Vào ngày 14 tháng 4 năm 2019 khi ấy, ông Nguyễn Phú Trọng đã bất ngờ đột quỵ tại Kiên Giang, nơi mà con trai ông Nguyễn Tân Dũng nắm quyền kiểm soát tỉnh này. Cơn bạo bệnh mà ông làm đã làm mất đi ông hơn một năm mới có thể hồi phục sức khỏe một cách tương đối. Trong giai đoạn này, người dân kỳ vọng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nhường ghế lại cho lãnh đạo trẻ hơn. Tuy nhiên, ông Trọng vẫn không nhường. Sức khỏe của ông Trọng hiện nay không thể nào yếu bằng lúc ông ngã bệnh cách đây 3 năm. Điều này có thể suy ra ông Trọng khó mà nhường ngôi lại cho thế hệ kế cận được. Lý do nào mà để ông Nguyễn Phú Trọng nhả ghế ra cũng là điều mà dư luận trong cả nước đặt ra. Có vẻ như vấn đề về sức khỏe không được thuyết phục cho lắm, bởi trong quá khứ dù có đối diện với cái chết ông cũng không nhường ghế kia mà. Chỉ có một lý do, đó là ông Trọng đang muốn chuyển ngôi lại cho một ai đó. Nếu chuyển tới nhiệm kỳ thì đảm bảo hơn là đợi đến hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu có cá nhân nào đã được ông Nguyễn Phú Trọng chọn mặc gửi vàng hay chưa? Nếu ông Trọng chấm dứt vai trò Tổng Bí thư và chuyển giao quyền lực thì rất có thể là ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Vương Đình Huệ hoặc ông Võ Văn Thưởng sẽ thay thế. Tuy nhiên, giữa ông Phúc và ông Huệ thì ông Nguyễn Xuân Phúc thích hợp hơn người thời điểm hiện nay. Bởi vì ông Phúc là Chủ tịch nước, Bây giờ cần nắm luôn giữ chức Tổng Bí thư để đảm bảo đối nội và đối ngoại. Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán thông thường, việc chọn người nào thì chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng mới biết. Đây là hình ảnh Hội nghị Trung ương lần thứ tư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã chính thức tái đắc cử chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư lần thứ 3, ông Trọng đã tạo dựng trường hợp ngoại lệ đặc biệt với quy định tuổi cho lãnh đạo cấp cao. Đây là một minh chứng cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng rất tham quyền cố vị. Với con người như ông mà đòi hỏi ông ta tự nguyện nhường ghế thì quả là rất khó khăn. Thực tế, việc trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo chỉ là nửa vời, cần phải đưa người trẻ vào Bộ Chính trị thì mới có hy vọng. Trong 3 người có thể thay ông Nguyễn Phú Trọng gồm Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng. Trong đó, Võ Văn Thưởng là trẻ nhất. Tuy nhiên, triển vọng đối với Võ Văn Thưởng là không cao. Lý do tại sao như vậy? Bởi vì đã từ lâu, ông Nguyễn Phú Trọng luôn có quan điểm rằng Tổng Bí thư phải là người miền Bắc có lý luận, mà ông Thưởng lại là người miền Nam. Khả năng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ở lại đến hết nhiệm kỳ, bởi vì dù được ông Trọng ủng hộ, song chưa hẳn ông Vương Đình Huệ được đa số ủy viên chính trị tán đồng. Trong khi thời điểm này, người được cho là có uy tín lấn át và có đa số ủy viên Trung ương Đảng ủng hộ hơn, đó là ông Nguyễn Xuân Phúc. Nếu đưa ra lấy ý kiến và giới thiệu tại Hội nghị Trung ương, ông Huệ thua ông Phúc là điều dễ thấy. Còn nhớ khi ông Phúc đang là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, thì Vương Đình Huệ đã thất bại cay đắng. Cùng với Nguyễn Bá Thanh trong cuộc đua giành suất bổ sung của Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 vào tháng 5 năm 2013, mặc dù cả hai đều được ông Nguyễn Phú Trọng đích thân giới thiệu. Bây giờ, ông Vương Đình Huệ cũng không phải là người chiếm ưu thế trong cuộc đua này. Với dân chúng hiện nay, ai lên ai xuống cũng vậy mà thôi. Tham nhũng, hư hỏng, ăn không chừa bất thứ cứ gì của dân, không chỉ dừng lại ở đảng viên, tướng lĩnh cấp cao mà nó lan đến thượng tầng chính trị quốc gia, thì công cuộc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng cũng trở nên vô nghĩa. Đất nước này không phải của dân mà là của Đảng Cộng sản, là nơi để các quan chức Đảng Cộng sản tranh giành, chia ghế, tranh nhau đoạt lợi và bóc lột người dân để làm giàu.